Rồi ok, 30 giây nữa vô nha. 20 giây tập, 10 giây nghỉ. 5 bài kéo dài là 12 phút rưỡi, mỗi bài 5 hiệp. Bài 1 chạy cao gối, bài 2 lên thẳng tay luôn nha. Lên thẳng tay chứ không cần phải co cẳng tay. Bài 3 là nhảy rút gối. Bài 4 là chống tay kéo gối ha. Bài 3 là nhảy rút gối là đứng nhảy á. Nhưng rồi mà nhảy rút gối đó, nhảy từng cái để cao luôn hay là nhảy từng cái để cao luôn. 2, 1, vô, chạy cao gối. Ngừng. Rồi, thở. Chuẩn bị 2, 1, lên. Rồi, thẳng như vậy nha. Đó. Rồi, chuẩn bị nhảy rút gối. 2, 1, vô. Giữ hơi thở đều. Tốt. Đó, cao chân rồi đó. Cố gắng bắt đùi nó trên cái phần hông. Ok nhá, tốt. Rồi, chuẩn bị chống tay kéo gối tập bụng. 2, 1, vô. Tốt. À. Bóp bê nha. Bước tới trước nửa bước. 2, 1, vô. Thăng bằng. Ngừng. Nhanh, 8 giây uống nước. Chuẩn bị vào vòng 2. 2, 1, chạy cao gối. Lên. Ngừng. Rồi, chuẩn bị. Cái mèo đó trống mà, mèo tào lao á, em coi lại đi. Lên. Đúng không? Không. Ý là này nó coi được clip của anh trên Everywhere nè. Cái gì vô vậy? Nó hỏi mẹ. Ngừng. Vô Edomon em coi thôi. Em vô đó em kiểm tra cho mình. Nhảy rút gối. Lên. Chống tay kéo gối. 2, 1, vô. Ngừng. Chuẩn bị bóp bì. 2, 1, vô.
Ngân. Xong vòng 2. Chạy nâng cao gối. Vòng 3. Vô. Lên 2 1 vô. Ngân. Nhảy rút gối. 2 1 vô. Chống tay kéo gối. 2 1 vô. Ngâm. Bóp bì lần 3. 2 1 vô. Lên nè mà. Ngâm. Vòng 4, chạy cao gối. 2 1 vô. Ngâm. Lên. 2 1 vô. Ngâm. Nhảy rút gối. 2 1 vô. Ngâm. Chống tay kéo gối. 2 1 vô. Yeah. Bóp bì lần 4. 2 1 vô. Nào nào nào, ráng lên.
Hết giờ. Nước nhanh. 5, chuẩn bị dòng 5, 4, 3, 2, 1, chạy cao gối. Ngừng. Lên dòng 5, 2, 1, xuống. Nhảy rút gối. Dòng 5, 2, 1, vô. Ngừng. Chống tay kéo gối. Dòng 5, 2, 1, vô. Ngừng. Bóp bầy hiệp cuối. Vào. Ngừng. Rồi. Thở. Yeah, stop.